Ok, và hai, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Fireman. Và hôm nay mình sẽ chơi chế độ là, mà mới là chế độ gì ta? Đấu vũ khí nha, mày nghe. Là đấu vũ khí á, là một khi mà mình giết được ai nữa. Thôi để mình chơi rồi mình sẽ cho mày chết đi cu. Mày chết rồi, mày bắn ngu lắm nha. Mình khi mà mình đã đại bộ bốn đầu sọ hay ăn cận chiến là ui mẹ, mình chơi thử cho các bạn coi mẹ sao mất thằng vừa mới nhoi đầu ra, mấy đứa này băng chích miệng nó rồi chứ bắn được đạn chi giống như nữa đó. Một khi mình bắn được ai á thì sao nó sẽ lâu những random nó đổi súng cho mình. Nãy mình cầm thông sơn đúng không? Nhưng bây giờ mình cầm tim bi rồi. Random thôi nha. Thằng này bắn búa. Tao còn búa, mày còn 7 máu thôi nha cho. Xung pha rồi chết luôn. Mình chơi cái này ngu lắm. Cho mày chết, cho mày chết. Công nhận mày chơi ngu thì kết. Này random ui 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 đang cầm trên tay là cây MP5 Jasmine, cây này cùi vừa lờ đúng. Mình có cách giết của nó rất dễ. Ui giời, xin lỗi bị nó bắn. Ui giời, ui giời, rồi chết luôn. Để mình đi qua bên tới chỗ cái đường hầm đó luôn. Mình biết cách đi qua bên đường hầm á. Nó cứ không để ý là đi qua nó bắn chết tụi mình. Cho mày chết nha cu. Tức lắm rồi nha. Tao phải nhảy qua lên đội mày, tao phải giết được. Mày cận chiến nó cận chiến được tăng lên 2 cái á. Mày thằng nào mày chết đi, đây là địa bàn của tao hiểu không? Tại con mũi chứ không phải tại mình. Đó, đi xuống ở đây rồi, mấy phút rồi, được 2 phút rồi. Đã lâu mà quay bằng YouTube gaming, nhưng mà đã sớm chỉ quay bằng YouTube gaming. Chắc không mơ này. Nên quay bằng YouTube gaming với Mobile Gen. Chơi luôn anh em. Vãi các bạn lét. Chờ mày chết nha cô. A12 à. Kismer này, Weebajet. Nghe được cây Weebajet rồi. Jackhammer này. Rồi AK47 Blue Battery. What the fuck, nó bắn xuyên thùng. Mày nè. Nói thằng Jackhammer. Tao ghét mày, Jackhammer. Cho mày chết nha cu. Công nhận mày chơi ngu thiệt á. Tao phải cố chạy qua bên bên chỗ bên đường hầm của nó, tao sẽ giết luôn. Hết tụi mày luôn. Dạ. Đó chưa? Nó cho tao là dễ giết được nó, tao về. Tao lao lên thấy được nó đi xuống đây. Mày xuống à. Ui, chưa ai biết mày nè, cho mày chết nha cô. Đó là cách của mình á. Ui ui ui, công nhận được AA12 Hellfire. Nó bị treo đầu người ta mà. What the fuck.
một cây shotgun á. Mày à, cây shotgun này cũng bắn bà nhét. Mày nè. Chạy. Chạy xuống đây mà đi thẩm vô rồi. Bà rết là phải thẩm vô. Mày nè. Giết đường đứa rồi mình chết luôn. Người Barret Royal Dragon. Dragon. Cho mày chết nè. Ủa, phải mình giết à? Mày. Ngứa mũi quá. À. Apply. Mày nè. Rồi Rebecca VIP. Mày. Để xem coi mình được level mấy nè. Ghi hết trận mình được level mấy nè. Ui. Thằng M60A. Rồi. Có đường đi rồi. Sao mình là bị chết bởi thằng USB? Chứ mình chơi cũng đâu có giỏi lắm đâu. Mình chơi ngu mà chỉ quay lại cho các bạn coi thôi mà. Mày nè. Ghét luôn đứa thằng bà dết. Mình ghét nhất của thằng nó cứ chạy qua chạy lại. Khó bắn chung á. Mày này cu đi bé cấp cuối à. Cu đi bé cấp cuối á mà. Mày này. Hai đứa cùng lực với nhau nhưng mà mày lại chơi cùi hơn tao. Ui giời, cu đi bé đánh nhau mày. Đập nhau mày. Đập nhau không? Cho mày chết nè. Ok, tiếp theo, quán tiếp theo nào. Lẹ cho tao coi. Lẹ. Rồi, ok, tiếp nào. Rồi, lên nào. Ây da, đau quá. Tay là đặt vào cái con ghế. Tờ mờ. Mới vào được bờ bê đâm à. Cái thằng này cũng đập chết mẹ mình. Bậy. Mày bung à. Bình tắc bung à. Cho mày chết nha cô. Ui. Mày. Đồ hết mồ hôi rồi. Lên nào em, chủ bên hơi ồn nha. Hơi ồn. Đang làm mẹ gì. Bạn mình má. À cái đu. Mà lên nào. Nó nãy mình gặp thằng chém làm xả. Nó đùa thằng này cũng ít. Mày nè. Tôi ghét mày. Chắc mình phải chạy qua bên đó thôi. Dù chiêu trốn nào. Dạ, khi giờ không tới. Nãy có thằng nào bắn mình vậy? Bung à. Hắc à. Blur à. Ui giời. Ấy. Wow, hai cái bán xiên đồng luôn. Headshot. Mày nghe phát. Nó có thằng cấp cuối rồi. Voler. Nhanh vậy. Ủa mà con nhận nó ngứa. Trời mày chết này, M4 là một transformer.
No, missing fail. Đâu mày? Đâu ra mày? Bắn súng làm gì á? Cho mày có bắn súng nữa nè. Ok, bắn tiếp theo nào các bạn. Mình sẽ chơi bài quay ạ. Trời mờ mũi nó ngứa. Hây 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 hây. À, yếu cho coi đâu. Tiếp nào. Mới vô được Thompson, ngon. Thompson nó cũng ngon. Chris Super Bowl Tiger. Dám giết bố mày, bố mày à. Cái đờ mờ mày. Em giết bố tao à. Cái sao thằng này. Chờ kinh quá. Mày chết nha cu. Ui ui ui. Vừa quay qua éo biết cái gì luôn. Ý ơi ơi. Thằng này nó cũng đột kích rồi đó. Mày rồi. MP5 giết mình. Ta cũng MP5 nha. Nhưng mà màu skin ta đẹp hơn thôi. Ha ha ha. Hi hi hi. Fuck you bitch. Mày sẽ trốn vô đây. Mày này. Mày sao nó giết được mình vậy ta? Lúc đó đang quay mặt qua đây. Mà mình đứng bên đây. Chắc mình đi đường này. Mình có cái này hơi bị vui. Mình đánh cái xong lúc chờ này. Mình đổ xe xong rồi. Lúc mình vừa bật ra. Cho nó tự chém luôn. Cái này rất hữu dụng cho mình muốn cận chiến á. Là rút vừa mới rút cái cây cận chiến ra. Mà chưa kịp chém nó giết mình rồi. Có thể rút ra xong rồi. Mấy cái thằng kia chết rồi. Ngồi vậy, ít khi có đứa nào biết. Tao muốn ăn cận chiến của mày. Chà rồi. Cái chơi cận chiến nó sẽ đổi thành súng khác luôn. Cận chiến được tao hai cái đầu sọ. Mày thì lên nè. Còn 4 ngọt máu. Cái sự bắt đầu từ 4 giọt máu giết được 3 đứa. Lựa 4 giọt máu có giết được 4 đứa không? Ai biết được. Hi hi. Vai. Được 9A91. Rồi. 9A91S. Này thì nhảy nè. Cho mày chết nè. Vãi cả. Quốc nào anh em? Thôi không có ai hơn quá. Quốc nó anh em. Giác Hammer luôn. Điên đang ngon cả. Chúng cái Giác Hammer vừa mà. Cái này nó delay lâu lắm. Vừa mới rút cúng ra rồi. Là mẹ gì đó vậy. Mình không biết nó làm gì cái đó luôn á. Vai. Bao nhiêu phút rồi? 14 phút rồi, nhanh vừa lờ. Mà chắc mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thích video thì bạn nhớ like, share, subscribe để mình có động lực làm tiếp nha. Ok, bye.